Thì cái chủ đề chính hôm nay mình sẽ nói đó là hiện tượng suy giảm miễn dịch của người bệnh ung thư. Thì các bạn biết đó là dịch bệnh COVID-19 đã xảy ra vài tháng nay rồi và nó xuất phát ở Trung Quốc và sau đó nó lan đi nhiều nước trên thế giới. Cũng rất may là Việt Nam của mình đã có nhiều cái động thái rất là mạnh và lẹ để giúp ngăn cản cái dịch bệnh này phát triển. Và các bạn có nhớ cái hình ảnh này hồi tháng 3 vừa rồi. Đây là huấn luyện viên bóng đá ở Tây Ban Nha và anh này chỉ có 21 tuổi. Anh được đưa vào bệnh viện với tình trạng đó là bệnh hô hấp và người ta phát hiện ra đó là anh bị nhiễm virus corona nCoV. Sau đó người ta còn phát hiện ra đó là anh bị ung thư máu. Và có lẽ là ung thư máu đã làm suy giảm hệ miễn dịch của anh trầm trọng và anh không thể chống chọi được với virus corona nữa. Và do đó anh đã ra đi mãi mãi sau khoảng vài ngày chống chọi với virus này ở trong bệnh viện. Cái hiện tượng tăng rủi ro cho người bệnh ung thư khi mắc virus corona cũng được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới và đặc biệt đó là rất là nhiều cái bài báo người ta thu thập số liệu ở bên Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc là nơi phát hiện ra đầu tiên và có số lượng người nhiễm cũng rất là cao. Thì người ta như thông báo của WHO đó là dựa trên cái tổng kết đó là người nhiễm COVID nếu mà bệnh ung thư đó thì tỷ lệ tử vong có thể lên tới 7.6%. Ngoài ra mình còn để một cái nghiên cứu rất là gần đây nữa. Đó là nghiên cứu trên cái bệnh nhân ung thư khi mà mắc COVID thì nó người ta tổng hợp xem các tình trạng nghiêm trọng hơn nó xảy ra như thế nào. Thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ chết của người bệnh ung thư cũng tăng lên rất là rõ ràng. Ngoài ra người bệnh ung thư khi mà mắc virus này thì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất là cao và cái tình trạng xấu nó diễn ra thường xuyên hơn, phải cần đến những cái phương pháp chăm sóc đặc biệt và cần hỗ trợ, thường là phải cần hỗ trợ máy thở dạng xâm lấn. Thì do vậy để hiểu được tại sao cái rủi ro này nó tăng cao ở cái người bệnh ung thư thì chúng ta nên hiểu cái lý do chính đó là cái hiện tượng suy giảm miễn dịch ở người bệnh ung thư. Để hiểu được suy giảm miễn dịch thì hôm nay cái nội dung mình nói sẽ đi qua 4 điểm như sau. Đó là hệ miễn dịch là gì? Tiếp theo đó là hiện tượng suy giảm miễn dịch là gì? Và tại sao bệnh nhân ung thư thường bị suy giảm miễn dịch? Và người bệnh nhân ung thư cần làm như thế nào, cần cảnh giác như thế nào trong cái đại dịch virus COVID-19 này? Thì trước hết các bạn nên nhớ rằng cái hệ miễn dịch của chúng ta có cái thành phần chính đó là các tế bào miễn dịch và các tế bào miễn dịch của chúng ta được sinh sản tạo ra từ xương và nói chính xác hơn đó là từ tủy xương là cái phần xốp ở trong xương. Thì từ đây các tế bào miễn dịch được tạo ra mỗi ngày, mỗi giờ để giúp chúng ta bảo vệ cho chúng ta. Thì tế bào miễn dịch khi được tạo ra trước hết chúng sẽ được huấn luyện, đào tạo để nhận biết đâu là tế bào của cơ thể, đâu là các tác nhân xâm nhiễm như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng có hại cho cơ thể và các tế bào miễn dịch cũng phải học đó là làm cách nào để chống lại chúng và làm cách nào để tiêu diệt chúng một cách có hiệu quả. Và sau khi được huấn luyện chúng trưởng thành và phát triển thì chúng giúp cho chúng ta chiến đấu với các tác nhân gây bệnh mỗi ngày, mỗi giờ và giúp cho chúng ta có một cuộc sống bình thường giữa thiên nhiên, giữa môi trường như chúng ta đang sống như thế này. Thì cái hiện tượng suy giảm miễn dịch là gì? Đó, đây là cái hiện tượng mà tình trạng các tế bào miễn dịch bị khiếm khuyết hoặc mất cái khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm và lúc đó chúng ta sẽ dễ bị bệnh hơn, dễ bị xâm nhập bởi các tác nhân gây bệnh hơn. Thì nguyên nhân của suy giảm miễn dịch có thể là do hai lý do sau. Lý do thứ nhất đó là lý do bẩm sinh. Bẩm sinh có nghĩa là khi bạn sinh ra bạn đã bị suy giảm miễn dịch rồi. Cái hiện tượng này đó là do khi bạn sinh ra bạn bị khiếm khuyết một số gene. Các gene này nó có liên quan đến cái việc tạo ra và biệt hóa các tế bào miễn dịch trưởng thành.
Do vậy khi mà khiếm khuyết những cái gene này thì cái hệ miễn dịch nó không có còn hoạt động bình thường nữa, và từ đó nó xảy ra sự khiếm khuyết bẩm sinh. Nhưng mà rất may đó là cái khiếm khuyết bẩm sinh này nó không có thường xuyên xảy ra, nó rất là hiếm. Người ta thống kê thì trong 100.000 người chỉ xảy ra khoảng 5 người thôi. Tuy nhiên cái loại thứ hai người ta gọi là suy giảm miễn dịch mắc phải, loại này thường xuyên xảy ra hơn đối với chúng ta. Mắc phải có nghĩa rằng trong cái khoảng thời gian sống của các bạn mắc phải một số các loại bệnh nào đó, và các bệnh này nó sẽ đưa tới cái hệ quả đó là suy giảm miễn dịch. Thì một cái ví dụ các bạn rất dễ hiểu đó là khi mà chúng ta bị nhiễm virus HIV. Thì virus HIV, cái mục tiêu tấn công của virus này chủ yếu là tế bào miễn dịch của chúng ta, và từ đó chúng tiêu diệt cái tế bào miễn dịch của chúng ta và làm cho hệ miễn dịch của chúng ta suy yếu đi. Ngoài ra thì bệnh nhân ung thư cũng là một trong những cái đối tượng bị suy giảm miễn dịch. Thì mình sẽ nói sâu hơn về cái tình trạng suy giảm miễn dịch của bệnh nhân ung thư như sau. Thì chúng ta có thể phân loại cho dễ hình dung, dễ hiểu. Thứ nhất đó là cái nguyên nhân trực tiếp tại sao bệnh nhân ung thư lại bị suy giảm miễn dịch. Đó là khi mà bệnh nhân ung thư chủ yếu là bị ung thư máu. Thì các bạn biết rồi đó, các tế bào miễn dịch của chúng ta, mình còn gọi một cái tên khác đó là tế bào máu trắng, thì được sinh ra từ tủy xương như mình nói ở phía trên. Thì khi mà các tế bào miễn dịch bị đột biến và trở thành các tế bào ung thư, thì lúc này các tế bào miễn dịch không còn ở vai trò bảo vệ cho chúng ta nữa, mà nó có vai trò đó là nó phá hoại cái cơ thể của chúng ta, và nó không còn giữ cái vai trò chính đó là tấn công các tác nhân xâm nhiễm như vi khuẩn, virus nữa. Thì cái ung thư máu đó là cái loại ung thư nó ảnh hưởng tới cái hệ miễn dịch của chúng ta rất là trầm trọng. Sau đó có thể kể đến các loại ung thư khác, ung thư ở các cơ quan khác, nhưng mà sau đó chúng phát triển và chúng di căn đến các cơ quan của hệ miễn dịch, và ở đó chúng phá hoại cái hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, và nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng suy giảm miễn dịch sau đó. Ngoài ra cái nguyên nhân gián tiếp ở đây đó là các phương pháp điều trị ung thư mà chúng ta hiện giờ đang sử dụng rất là phổ biến, đó là xạ trị và hóa trị. Thì xạ trị và hóa trị thường là người ta thiết kế đó là nhắm đến các tế bào ung thư với các tính chất đó là chúng sinh sản nhanh và chúng hấp thụ nhiều các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên các tế bào miễn dịch của chúng ta nó cũng có các đặc điểm đó là chúng sinh sản nhiều, tại vì chúng ta cần được bảo vệ mỗi ngày mỗi giờ, nên tế bào miễn dịch của chúng ta liên tục được sinh sản. Bởi các đặc điểm đó nên chúng cũng có bị ảnh hưởng ít nhiều bởi các loại thuốc và các liều xạ trị. Ngoài ra phẫu thuật trong bệnh nhân ung thư cũng có ảnh hưởng tới miễn dịch khi chúng ta cần phải cắt bỏ những cái cơ quan liên quan tới hệ miễn dịch trong việc điều trị bệnh ung thư. Thì tất cả những cái yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch của người bệnh ung thư và gây nên cái hiện tượng là suy giảm miễn dịch. Bây giờ mình nói đến cái bệnh COVID-19. Bệnh COVID-19 gây ra bởi sự nhiễm virus nCoV, và cái tên mới giờ đó là SARS-CoV-2. Thì cho đến bây giờ người ta thấy rằng cái vũ khí chủ yếu để tiêu diệt cái virus này ở trong người bệnh đó là hệ miễn dịch của chúng ta. Thì đây là một cái hình mô phỏng cái quá trình nhiễm và chiến đấu của hệ miễn dịch của chúng ta. Trong cái bài báo khoa học mình lấy ở đây và mình dịch sơ lại để các bạn dễ hình dung. Thì trong cái hình này các bạn có thể thấy cái phần màu vàng tượng trưng cho cái lượng virus tấn công vào cơ thể của chúng ta. Thì sau khi tấn công, chúng xâm nhập vào tế bào của chúng ta và chúng phát triển rất là nhanh. Và các bạn thấy cái phần màu đỏ và cái phần màu xanh, cái đường màu đỏ và cái đường màu xanh ở trong đồ thị này đó là nó thể hiện cái phản ứng miễn dịch của cơ thể chúng ta. Cái phản ứng sớm người ta gọi là miễn dịch bẩm sinh. Thì trong cái phản ứng này nó bao gồm các đại thực bào, tế bào NK, Natural Killer Cells, và nó chúng tiết ra những cái tín hiệu để tăng cường miễn dịch, người ta gọi là cytokines. Thì nó xảy ra sớm để nó báo động cho cơ thể đó là có kẻ tấn công rồi.
Và sau đó cái giai đoạn 2, giai đoạn muộn hơn thì xảy ra đó là cái màu xanh, đó là miễn dịch thích ứng. Thì miễn dịch thích ứng nó hoạt động chậm hơn nhưng mà nó rất là hiệu quả. Nó bao gồm cái tế bào T, tế bào B và nó sản sinh ra kháng thể để nhận biết đặc hiệu cái tác nhân tấn công trong trường hợp này, đó là virus nCoV. Thì cái hoạt động giữa hệ miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng này nó phối hợp nhịp nhàng với nhau và nó sẽ đẩy lùi được cái sự tấn công hiện diện của virus trong cơ thể chúng ta. Thì cho đến nay người ta thấy rằng sau một thời gian có thể là khoảng 2-3 tuần thì người bệnh có hệ miễn dịch bình thường sẽ có thể tiêu diệt được virus và không còn virus ở trong người nữa. Và sau đó cơ thể của chúng ta có khả năng tạo được kháng thể antibody để tiếp tục bảo vệ cơ thể chúng ta tránh tái nhiễm trở lại. Thì chúng ta thấy rằng cái việc chống lại cái virus này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái hệ miễn dịch của chúng ta. Do vậy cái người mà bị suy giảm miễn dịch sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cái việc lây bệnh, trong cái việc tiến triển cái bệnh COVID-19 này. Do vậy dựa trên cái mức độ suy giảm miễn dịch của người bệnh ung thư thì chúng ta có thể hình dung cái mức độ nguy hiểm của bệnh nhân ung thư trong dịch bệnh COVID-19 này như sau. Thì cái người bệnh nhân ung thư mà bị nguy hiểm nhất á, thường là ung thư máu và ung thư hạch. Đó là những cái ung thư trực tiếp ảnh hưởng cho tới hệ miễn dịch của chúng ta. Và sau đó là ung thư phổi. Ung thư phổi tại vì cái phổi là cái nơi mà virus nCoV này đặc biệt tấn công và tấn công nhiều nhất ở đây. Và nếu mà phổi chúng ta không khỏe từ đầu thì dễ dàng xảy ra cái hiện tượng suy phổi và dẫn đến việc đó là bệnh trở nên trầm trọng hơn rất là dễ. Và tiếp theo đó là một số bệnh nhân ung thư phải thực hiện cái ghép tủy hoặc cơ quan. Thì cái quá trình cái ghép tủy và cơ quan sau đó thì chúng ta phải sử dụng những cái thuốc để ngăn cản cái sự hoạt động miễn dịch của cơ thể, để ngăn cản cái sự đào thải của tủy hoặc cái cơ quan này. Thì cái việc sử dụng các thuốc ngăn cản hệ miễn dịch như vậy thì nó cũng có tác động, đó là làm suy giảm hệ miễn dịch của chúng ta. Do vậy cũng khá là nguy hiểm. Và như mình nói ở phía trên, đó là các điều trị bệnh nhân ung thư hiện nay như là mổ, xạ trị, hóa trị đều có ảnh hưởng tới cái hệ miễn dịch của chúng ta. Và sau khi điều trị ít nhiều chúng ta cũng còn những cái ảnh hưởng dư âm sau đó. Thường là người ta kê đó là khoảng từ vài tuần cho tới vài tháng hệ miễn dịch của chúng ta còn có thể bị ảnh hưởng. Do vậy bệnh nhân ung thư cần phải chú ý những cái điều đó. Và đây là những cái lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra khi mà họ quan sát cái hiện tượng người bệnh ung thư bị nhiễm COVID-19. Thì để đảm bảo được đó là tốt nhất và an toàn nhất cho bệnh nhân ung thư thì người ta đưa ra các lời khuyên như sau. Thứ nhất đó là các bạn nên cân nhắc lại cái việc đó là có hoãn hay không cái điều trị phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Nó phụ thuộc vào cái tình trạng ung thư của các bạn. Giả sử như trong thời gian này cái giai đoạn ung thư của các bạn đó là ổn định. Ổn định có nghĩa là tế bào ung thư không có phát triển nữa trong một khoảng thời gian. Thì mình cũng nên hoãn lại những cái điều trị như vậy để tránh cái hiện tượng suy giảm miễn dịch xảy ra. Thì có thể an toàn hơn trong cái giai đoạn mà dịch bệnh nó có thể dễ lây lan như thế này. Và thứ hai đó là người bệnh ung thư và người đã từng điều trị ung thư cũng nên biết đó là cái hệ miễn dịch của mình không tốt bằng người bình thường, nên cũng sẽ có cái nguy cơ dễ lây cũng dễ trở nên nặng hơn khi mà chúng ta bị nhiễm virus nCoV. Và do vậy khi giả sử như khi người bệnh ung thư bị bệnh COVID-19 thì cần được quan tâm nhiều hơn để hỗ trợ kịp thời khi mà cái bệnh trở xấu. Giả sử như chúng ta cần máy thở hoặc là chúng ta cần phải lọc máu trong cái trường hợp nó xấu đi. Và đặc biệt đó là người bệnh ung thư còn có những cái bệnh bên cạnh khác nữa, giả sử như bệnh tiểu đường, cao tuổi
thì nó cũng sẽ tăng cái nguy cơ cái bệnh COVID trở nên trầm trọng hơn. Thì cái câu hỏi thường gặp đó là làm sao mà chúng ta có thể tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta, kể cả người bình thường và người khỏe mạnh. Thì hiện nay cái phương pháp mà để tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta tốt nhất vẫn là cái lối sống lành mạnh. Có nghĩa là chúng ta không nên uống rượu, hút thuốc. Đây là những cái tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của chúng ta, làm suy yếu hệ miễn dịch của chúng ta, kể cả người bình thường. Và chúng ta cố gắng thiết kế những cái bữa ăn lành mạnh, nhiều rau, nhiều trái cây, nhiều chất xơ. Thì cơ thể của chúng ta sẽ dễ thích ứng và cái dễ thích hợp, và cái hệ miễn dịch của chúng ta dễ hồi phục và phát triển bình thường trở lại. Ngoài ra tập thể dục cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để giúp hệ miễn dịch của chúng ta hồi phục nhanh chóng và cái giữ được cái hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh lâu dài. Và các bạn nên tránh stress, suy nghĩ nhiều, lo lắng, thì nó cái tinh thần nó cũng ảnh hưởng rất nhiều cho tới cái hệ miễn dịch của chúng ta. Ngoài ra trong cái tình trạng bệnh dịch này thì các bạn nên tăng cường cái việc rửa tay, vệ sinh để tránh lây nhiễm. Ngoài ra các bạn nên giữ cái giấc ngủ của mình đầy đủ, đừng có cố gắng thức khuya làm việc hoặc là vui chơi này nọ. Cố gắng ngủ mỗi ngày đủ khoảng 7-8 tiếng đúng giờ thì nó sẽ giúp cho hệ miễn dịch của các bạn rất là nhiều. Thì qua bài nói hôm nay mình muốn tóm tắt lại những cái điểm chính mà các bạn cần nhớ khi ra về. Đó là hệ miễn dịch của chúng ta rất quan trọng. Nó giúp bảo vệ cho chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ. Và nó giúp cho chúng ta có cuộc sống bình thường như chúng ta hiện giờ. Nếu mà chúng ta không có hệ miễn dịch thì rất là khó sống trên cái trái đất này. Và người bệnh ung thư là cái đối tượng thường bị suy giảm miễn dịch. Và các bạn nên biết rõ cái điều này. Và nếu mà các bạn bị ung thư cũng nên đặt câu hỏi cho mình, đó là hiện giờ cái tình trạng suy giảm miễn dịch của mình là như thế nào, có cần hỗ trợ gì hay không. Và trong một số trường hợp nếu mà tình trạng miễn dịch nó yếu quá thì bác sĩ cũng phải kê đơn một số toa thuốc để giúp các bạn tăng cường cái hệ miễn dịch lên. Và như mình đã nói, cái việc giữ gìn sức khỏe bằng cái lối sống lành mạnh cũng giúp cái hệ miễn dịch của các bạn khỏe. Và cuối cùng đó là cần đề phòng hơn cái việc lây nhiễm bệnh, không những COVID-19 mà còn những cái loại bệnh khác nữa. Người ta nói chung đó là bệnh cơ hội trong cái giai đoạn các bạn bị suy giảm miễn dịch. Thì mong cái kiến thức hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu được đó là suy giảm miễn dịch là như thế nào, đặc biệt là trong người bệnh ung thư, và chúng ta nên cẩn thận hơn. Thì slide cuối cùng này thì cho các bạn thấy đó là đây là một số hoạt động của nhóm Ruy Văn Tiến. Thì các bạn cũng chọn cho mình một số các môn thể thao. Và thật ra nói tới thể dục thể thao không hẳn là các bạn phải cần cái môi trường rộng lớn. Thật ra thậm chí ở nhà trong cái khoảng không gian nhỏ các bạn cũng có thể tập những cái động tác thể thao như là hít đất, stretching, để giúp tăng cường cái cơ thể của tăng cường sức khỏe của cơ thể của các bạn, giữ cho hệ miễn dịch của các bạn khỏe mạnh lâu dài. Chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe và đừng lo lắng quá nhiều. Và chúng ta hãy bổ sung thêm kiến thức thường xuyên. Có được kiến thức đúng thì chúng ta mới biết được là chúng ta nên làm như thế nào cho đúng và nên làm như thế nào cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.